Bạn đã bao giờ nhìn thấy một chiếc máy bay đi qua một vòm nước giữa hai xe cứu hỏa tại sân bay chưa? Tôi cũng chưa, nhưng tôi sẽ cho là máy bay đang được làm sạch chu đáo. Nhưng chờ đã, tại sao họ lại dùng xe cứu hỏa để rửa máy bay cơ chứ? Câu trả lời ngắn gọn là, họ không có làm như vậy. Đôi khi trong những dịp rất đặc biệt, thường có một số chẵn xe cứu hỏa được trang bị vòi rồng xếp hàng tại sân bay để chào đón một chiếc máy bay vừa hạ cánh. Màn chào đón bằng nước này là một sự thể hiện khá đẹp. Nếu bạn cũng giống tôi và tự hỏi tại sao bạn lại không bao giờ đích thân được nhìn thấy cơn mưa tình yêu hàng không này, thì đó là vì màn kỷ niệm này không diễn ra thường xuyên. Có những dịp cần nó, nhưng tôi sẽ bàn về nó tại đây sớm thôi. Giờ thì hãy xem truyền thống này bắt nguồn từ đâu. Nó là một chủ đề gây tranh cãi, nhưng kiểu thường được chấp nhận là nó phải liên quan đến các truyền thống của hàng hải thời xưa. Nhiều năm trước, những người đi biển khi bắt đầu chuyến đi ra biển lần đầu tiên sẽ được tắm bằng vòi rồng từ tàu lửa và tàu kéo. Họ cũng chào đón con tàu cập bến từ chuyến ra khơi đầu tiên của nó theo cùng một cách để chúc mừng thủy thủ đoàn cho điểm đến mới trên hành trình của họ, một điều mà con tàu Titanic đã bị bỏ lỡ. Ý tưởng chào đón những chiếc máy bay như thế này đã trở nên phổ biến vào những năm 90 tại sân bay quốc tế Salt Lake City. Ở đó, các phi công Delta về hưu đã được chào đón bằng một vòm nước chia tay sau khi máy bay hạ cánh. Họ đã và vẫn đang làm điều đó như một cách để thể hiện sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với những năm phục vụ hết mình của họ. Nói lời tạm biệt với một phi công kỳ cựu không phải là nguyên nhân duy nhất cho một màn chào đón bằng nước hoành tráng. Nó cũng được thực hiện khi một chiếc máy bay bay đến một điểm đến mới lần đầu tiên trong mạng lưới tuyến đường. Hoặc ngược lại, nó bay đến nơi nào đó lần cuối cùng. Các hãng hàng không mới nổi mà bắt đầu bay từ một sân bay nào đó cũng được hoan nghênh theo cách ngoạn mục này. Cuối cùng, trong các sự kiện thể thao lớn như Thế vận hội Olympics, chiếc máy bay chở đội tuyển quốc gia chiến thắng có thể sẽ hạ cánh xuống một cơn mưa tình yêu và tán thưởng. Trừ khi màn chào đón được tổ chức cho một thuyền trưởng về hưu, thì phi công sẽ luôn được thông báo về điều đó. Bằng cách đó, họ có thể báo cho hành khách biết trước rằng sắp có một màn tiếp đón huân hoan. Nếu không thì khách du lịch có thể sẽ khá lo lắng khi nhìn thấy những chiếc xe cứu hỏa đang phun nước lên máy bay. Khi một cơ trưởng sắp nghỉ hưu, nhiều phi công sẽ bí mật thông báo cho chính quyền sân bay trong khi cơ trưởng vắng mặt để biến nó trở thành một bất ngờ thực sự ấm lòng. Để tổ chức màn chào hỏi bằng nước, bộ phận cứu hộ sẽ làm việc cùng với bộ phận kiểm soát không lưu, giúp họ biết được chính xác thời gian hạ cánh và đường băng của chuyến bay. Xe cứu hỏa thường có mặt cả hai bên đường băng, đôi khi có cả ba xe tạo thành một dòng nước hình tam giác giao nhau ở tâm. Tất cả chỉ kéo dài trong khoảng 2 phút, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đó, họ đã phun khoảng 11.000 lít nước lên cao 75m vào không trung. Thoạt nghe có vẻ lãng phí nước, nhưng đừng lo lắng, nó thực sự tốt cho lính cứu hỏa khi sử dụng vòi rồng và các thiết bị khác. Nó có thể là một cách tốt cho những tân binh thực hành, và nó cũng là một cách để kiểm tra xem liệu tất cả các bộ phận vẫn đang hoạt động hay không. Điều quan trọng là phải kiểm soát tốc độ và hướng của dòng nước để hành khách lên máy bay gần đó không bị ướt. Việc chào đón bằng nước là một hiện tượng khá hiếm, chỉ khiến chúng trông và cảm thấy đặc biệt hơn nữa mà thôi. Nhưng chúng không phải là truyền thống duy nhất mà bạn có thể tìm thấy trong ngành hàng không. Cắt phần đuôi áo sau chuyến bay đơn đầu tiên. Chuyến bay đơn đầu tiên là một sự kiện quan trọng và đầy cảm xúc đối với bất kỳ phi công nào. Nó liên quan đến việc các phi công sinh viên thực hiện một vài vòng lặp và cất cánh và hạ cánh nhiều lần mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ người hướng dẫn. Sau khi hoàn thành, phi công mới lái vào đoạn đường nối nơi người hướng dẫn của họ đang chờ để cắt đuôi ra khỏi áo. Truyền thống này bắt nguồn từ thời xa xưa, khi người hướng dẫn ngồi sau học sinh và giật mạnh đuôi áo của họ để làm họ chú ý khi họ làm sai. Không có bộ điện đài để truyền đi thông tin đó, và trong cabin thì quá ồn để mà nói chuyện với học sinh hoặc là mắng họ. Vì vậy, cắt đuôi áo là một cách để người hướng dẫn cho phi công mới thấy rằng họ tin tưởng vào họ và chẳng cần phải giật mạnh cái đuôi áo nữa. Phi công này bây giờ có thể bay một cách độc lập. Một số trường hàng không sau đó sẽ treo những mảnh áo trên tường như một phần của đại sảnh danh vọng. Ăn một chiếc bánh hamburger trăm đô. Trong tiếng lóng của phi công, một chiếc hamburger trăm đô có nghĩa là cái cớ để bay đi đâu đó bởi vì sự ly kỳ của nó. Tôi không nói về những chiếc tàu chở khách khổng lồ ở đây, mà là những chiếc máy bay nhỏ. Đối với một phi công, không có gì tuyệt hơn chính chuyến bay đó. Vì vậy, đích đến hay nguyên nhân không thực sự quan trọng. Vài năm trước, việc thuê một chiếc máy bay hàng không bình thường cho một chuyến đi khứ hồi đến một sân bay khác trong khu vực sẽ thường có giá khoảng 100 đô la. Khi được hỏi tại sao họ đến đó, các phi công sẽ giải thích rằng nó giống như việc ăn một chiếc bánh hamburger cực kỳ ngon. Ngày nay, chiếc burger đó sẽ có giá hơn 100 đô la.
nhưng tiếng lóng về một chuyến bay không có mục tiêu cụ thể nào vẫn cứ tồn tại. Ăn sáng với bánh kếp ở nơi tập kết. Cái này nghe có vẻ na ná với chiếc bánh hamburger $100, ngoại trừ việc nó có một lý do rõ ràng hơn đằng sau nó. Các phi công gặp nhau tại các điểm tập kết để bàn tán về những cuộc phiêu lưu trên không của họ, bay xung quanh cùng nhau và thi nhau trong việc hạ cánh chính xác. Nó có thể là một bữa sáng nhỏ với bánh đối với bất cứ ai muốn gặp mặt, hoặc là một sự kiện lớn hơn, giống như một lễ hội toàn phi công. Họ tìm hiểu về những cuộc gặp gỡ trực tuyến như vậy. Những nghi lễ trước chuyến bay. Dĩ nhiên, các phi công không hề lo lắng trước chuyến bay như những hành khách mắc chứng sợ gió. Nhưng một số thay đổi trong thói quen của họ có thể làm rối loạn tâm trạng và sự tập trung của họ. Và nếu có bất cứ ai cần cả hai thứ đó, thì đó chính là phi công. Để đạt được điều đó, nhiều người trong số họ thực hiện các nghi lễ trước chuyến bay giống nhau. Tôi không nói về việc kiểm tra thiết bị trước khi cất cánh, đó chỉ là một phần của công việc. Những nghi lễ cá nhân này có thể bao gồm việc nghe cùng một bản nhạc hoặc ăn cùng một bữa ăn. Thực phẩm quen thuộc có tác dụng tương tự với các phi công như với tất cả chúng ta. Thêm vào đó, đó là một sự đảm bảo cho việc họ sẽ không bị bệnh khi ở trên không. Không chụp hình bên ngoài máy bay trước chuyến bay. Đây là một sự mê tín, nhưng nhiều phi công coi nó khá là nghiêm túc. Có một truyền thuyết thành thị kể rằng một số phi công đã từng cho phép một nhà báo chụp ảnh anh ta ngay trước khi thực hiện nhiệm vụ. Và chuyến bay đã không diễn ra suôn sẻ, hay ít nhất là vậy. Vì vậy, bây giờ, nhiều phi công thà đưa cho nhà báo chiếc mũ của họ và để họ ngồi vào chỗ để chụp ảnh hơn là ở trong bức ảnh đó trước chuyến bay. Nhân tiện, bạn có tự mình tránh được điều mê tín nào không? Gõ vào gỗ, tránh mèo đen, nhổ nước bọt vào ghế máy bay của bạn trước khi ngồi xuống. Hãy cho tôi biết trong các bình luận nhé! Không bao giờ chỉ lên trời trước khi cất cánh. Rõ ràng không ai thích bay trong thời tiết xấu. Nó làm cho hành khách lo lắng và nó khiến cho công việc của phi công thậm chí còn phức tạp hơn. Nhưng đó không chỉ là về chuyến đi. Đôi khi các chuyến bay có thể bị hủy hoàn toàn và sau đó thì nó ảnh hưởng đến toàn bộ lịch trình và giờ làm việc của phi công. Vì vậy, đến điều mê tín kế tiếp. Nhiều phi công không bao giờ chỉ lên trời trước khi bay vì họ tin rằng điều đó có thể đem đến thời tiết xấu. Tuy nhiên, nói chuyện với mặt trời trong thời tiết đẹp được cho là để giúp những điều kiện thời tiết tuyệt vời đó cứ quanh quẩn ở đấy. Không ai biết những truyền thống này đến từ đâu, nhưng này, bất cứ thứ gì khiến cho chuyến bay của tôi mượt mà như nhung cũng được. Chạm vào mũi máy bay. Các phi công thường xây dựng một mối liên kết đặc biệt với máy bay của họ và thậm chí còn đặt cho chúng biệt danh và trò chuyện với chúng. Một nghi thức may mắn đó là vuốt về mũi máy bay, giống như bạn làm với con chó hoặc con mèo của bạn. Không chỉ các phi công mà cả hành khách cũng làm điều đó như một chút cảm ơn bạn hay xin hãy đưa chúng tôi đến đó một cách an toàn. Chỉ có điều, hành khách không phải lúc nào cũng được tiếp cận với mũi máy bay và chỉ có thể chạm gần với mũi máy bay hết mức có thể. Sự nhiễu loạn là một việc thường xuyên xảy ra khi trải nghiệm máy bay. Khi bạn di chuyển qua rất nhiều phân tử không khí nhanh như vậy, một chút rung chuyển chắc chắn sẽ xảy ra. Tuy nhiên, nhiều hành khách vẫn không thích cảm giác đó và các phi công biết điều đó. Vì vậy, họ đã nghĩ ra một nghi thức nhỏ khác để dọa những thứ đáng sợ đi. Trước khi họ bật dấu hiệu thắt dây an toàn, họ trà sát nó một chút. Họ làm điều đó một cách bí mật với hy vọng rằng sự nhiễu loạn sẽ qua và sẽ không cần phải nhấn nút. Vâng, đó là khoa học đấy. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy cho video một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè nhé. Và đây là một số video khác tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và cùng soi sáng cuộc sống nhé.